Gia đình luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà sản xuất phim bởi câu chuyện gần gũi khiến khán giả dễ dàng kết nối và tìm thấy chính mình trong tác phẩm. Sự thành công đình đám của web drama Bố Già chính là một minh chứng cho điều này. Sau thành công ấy, Trấn Thành tiếp tục mang đến cho khán giả những cảm xúc mới lạ hơn với phiên bản điện ảnh. Bố Già bản điện ảnh dựa trên những tinh hoa của bản web drama nhưng sẽ kể một câu chuyện rất mới, rất đời. Các nhân vật được thổi vào một số phận mới, một người bố mới mà khán giả chưa từng được xem. Trong teaser trailer chính thức của phim, khán giả đã nhận diện được các gương mặt đầu tiên của phiên bản điện ảnh. Đó là ba nhân khẩu đặc biệt trong một gia đình không giống ai. Một ông bố phiền phức, một thằng con dân chơi xóm thứ thiệt và cuối cùng là cô con út già chuyện bao đồng ngang ngửa bố. Đoạn teaser trailer đã hé lộ các tính cách nổi bật nhất của nhân vật Ba Sang, linh hồn của bộ phim. Đó là một ông bố phiền phức, nhiều lý lẽ, làm những chuyện nổi da gà và cũng cực kỳ bao đồng. Các thước phim ngắn là cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính, ông Ba Sang và cậu con trai là Quắn. Ba Sang chính là hình ảnh điển hình cho các gia đình gà trống nuôi con. Ông nấu cơm, quán xuyến việc gia đình, quan tâm đến quần áo, tiết kiệm các vật dụng trong nhà như người phụ nữ. Đúng với cái tên Bố Già, Ba Sang chẳng biết gì về thời trang. Ông nhờ vá lại chiếc quần rách model hơn 10 triệu của con. Ông làm cả gia đình cảm thấy sến sẩm khi hôn má con và cũng chẳng ngại ngần khi mở cửa phòng tắm đưa chai dầu gội cho cậu con trai hơn 20 mấy tuổi đầu. Cứ như thế, mấy mẩu chuyện nhỏ dung dị, ấm áp trong một gia đình nhỏ giữa lòng Sài Gòn dần hiện ra và làm rung rinh con tim của khán giả. Thế nhưng ở phim Bố Già bạn điện ảnh, khán giả còn nhìn thấy một khía cạnh khác của Ba Sang, chẳng rộn ràng, bao đồng như thường ngày. Ông cầm cuội làm việc trong bóng tối với nhiều mối lo. Hàng loạt câu hỏi của người con dường như nhấn chìm hình ảnh của người cha rộn ràng thường ngày, rồi kết thúc bằng câu hát vang lên đầy day dứt khỏi Ba Sang, Quán và cả chính người xem rằng cuộc đời còn bao nhiêu lần 10 năm nữa. Còn bao nhiêu lần 10 năm để giữ khư khư góc nhìn của riêng mình mà không thông cảm cho nhau? Bộ phim muốn truyền tải thông điệp hãy kiên nhẫn và có góc nhìn thông cảm cho nhau giữa hai thế hệ. Thông điệp này vô tình gợi lên nỗi niềm đau đớn trong mỗi người con đang bước đến tuổi trưởng thành và nhìn về thế hệ cha mẹ đang ngày một già đi. Ở phiên bản điện ảnh, Bố Già mang đến sự mới lạ trong tuyến truyện với nội dung hoàn toàn khác, có một số phận khác, một người bố khác, một đứa con khác với một phiên bản đẹp hơn, hoàn hảo hơn, lắng động, cô đặc và chất lượng hơn. Khán giả sẽ tìm thấy được câu chuyện cho chính bản thân mình, sẽ thấy được hình ảnh của bố mẹ mình trong đó với thông điệp nhắn gửi liên tục được lặp lại. Hãy kiên nhẫn và có góc nhìn thông cảm cho nhau giữa hai thế hệ, bởi còn có bao nhiêu lần 10 năm.